Ê, mày có đi phòng mày? Mày đi gì mày? Đi thì mày biết. Kiểu đi. Đi. Chào bạn đi. Hello, chào bạn nha. Hôm nay mình sẽ ăn quả chanh với ớt nha. Chấm với nước mắm. Chấm với nước mắm à? Ăn đi. Nhìn nè, quả ớt này xem mình ăn hết luôn nè. Chào bạn này, chắc các bạn thuê chắc bạn thêm quá rồi á. À. Luôn. Luôn. Mời các bạn ăn nha. Để mình ăn thử đi. Thử chưa ăn mà thấy cay rồi. À. Ngon, ngon không? Ai lắm rồi. Ngon lắm. Thì các bạn biết quả dừa này không? Mình cũng biết này, nếu các bạn biết thì các bạn xem lại cho mình biết nào. Trong thêm ăn nha. Họ đi ăn mắm mà băng à. Ăn đi. Từ từ mình một lượt cá chả to quá hay nè. Không ngọt cay dao nha. Chắc luộc không được. Mình sẽ ăn một quả nữa nha. Ngon quá. Ngon quá. Bạn này ăn nha. Các thử như nào? Vị ngọt nào? Ngon quá. Ngon ngon chua chua. Mình ăn được 10 quả rồi. 3 quả rồi. Sủa. Nè, con như này, mình này. Chắc ăn không nổi đâu. Chắc ăn không nổi nha. Ngày mai mà ăn hết. Rất là cay luôn. Đưa mình luộc cả vọ đây này, mà ăn thử nha. Cái này bạn. Ngon quá à mọi người. Chỉ là hai quả luôn. Ăn. Chắc cuối ạ. À.
em này là ai quá rồi mời các bạn nha. Ngon quá. Anh quay đây có ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon hơn. Ngon hơn quá đây. Quá nhỏ này. Quá cay, quá chua luôn. Hay quá, mời bạn ơi. Khoảng này mình không biết nha. Như các bạn biết thì các bạn hãy thì bình luận ở dưới nha. Bạn xem nha, mình sẽ ăn hết rồi. Hay quá. Hôm nay bạn đi rồi. Mình nhá. Không phải mình mới thấy bạn đi chăn bò phải không? Ừ, bò thấy bạn quay clip đi theo luôn. Như hôm nay bạn ru mình quay clip đó. Mình không biết. Chăn bò. Bò nghe không? Đi chăn bò buồn quá. Không có nghe luôn. Chăn bò vui mà. Đâu mệt đâu. Không chơi nắng quá mà. Đi mình không có cái gì mà. Mẹ con mẹ, mẹ này đi đâu? Đi làm. Làm gì á? Đi làm cỏ. Cỏ xương hết. Cỏ xương đâu? Mình đi chơi nắng quá. Mình đi chân bò buồn quá, bạn ơi. Không có bạn nào chơi luôn. Bạn nhớ ủng hộ kênh của Chiều Ban Tâm Hồn nhé. Độc mùi luôn. Nghe. Chắc là quá đề mà anh không ngơ nữa bạn ạ. Cay quá. Mình sẽ ăn hết đây nha. Trời ạ. Chua. Cay đắng mẹ. Chua quá. Ăn thì qua này có ngon không? Qua gì đây? Qua này mình không biết. Mình cứ kêu qua đi rồi đây. Ăn thì cay cay xăm xăm. Ừ, sao mình no luôn này. Ăn chị ba quá thì ngon. No rồi. Cay quá mấy bạn ơi. Mình nghe ăn nha. Đây bên này. Rất là ngon luôn các bạn ạ. À. Nhưng mà cay quá. Sắp mưa rồi. Không sao. Sắp mưa rồi mấy bạn. Tí nữa là mưa hết luôn. Quả đây ăn ngon quá.
ngọt và chua nha. Cầm mũi nè, hết rồi. Ăn sắp không nổi nữa. Quá nhiều. Rất là cao luôn. Cay quá. Ê, hôm qua mình đi đâu á? Hôm qua đi đâu? Hôm qua hôm qua nhà. Nhà hôm qua hôm qua nhà mình chơi. Tại mình đau á. Đau á. Hôm qua mình đi đi có cá. Mình sẽ dừng clip tại đây nha. Bye bye các bạn. Chào các bạn.